ngày hôm nay là ngày ấy vơi. Anh nhìn con chơi game ăn, con chủ có chân đấy. Mình xa nhau hôm nay em đi chơi game. Như là kỷ niệm. Con chủ có một cảm ơn anh. Nụ cười của em. Khi ta tính cho mốt. Những ngày ấy dễ thương thật hồn. Sao ta không rồi ôm anh rồi. Cười lên nhé, xin em đừng.